Nước vừa rồi cho miếng dầu ăn. Rau vô. Vớt rau ra. Xong rồi đây, cái thịt mình cắt xong rồi. Giờ mình đổ cái thịt nước lèo của nó vô nha. Mình có cho thêm nước của mình vô nữa. Tiếp đó mình cho mì gói và bịch. Trong này không có bịch bột nêm một gì, chỉ có bịch dầu thôi. Rồi, tô mì bò xong rồi đây. Nhìn hấp dẫn quá. Ăn thôi nào. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Mì cô chú ăn cơm, mì các bạn ăn cơm. Xin chào, 我是多多. Cùng我一起吃面哦。各位吃饭哦。 Đây là mọi người ơi. Tô mì mình nấu xong đây nè. Tô mì gói của Đài Loan vậy nè. Vừa có thịt, vừa có củ cà rốt nữa. Mình chỉ cho thêm vô hành lá với cải thôi. Hôm nay mình ăn kèm với cải thìa nha các bạn. Và một ít sa tế. Một ít sa tế nha. Rồi, đây mình mẹ gấp cho tôi trước nè. Cái này củ tô mà. Cái này cũng tô mà. Cái mùi nước canh này y chang nước phở Việt Nam mình vậy đó. Rất là thơm, rất là ngon luôn. Mì gói này có hai loại nha các bạn. Một loại thì cay, giống như là bò kho Việt Nam mình vậy đó. Còn một loại thì nó vậy nè, nấu thanh nhạt vậy thôi. Nhưng mà rất là thơm, rất là ngon luôn. Con muốn ăn cái gì mà đấy? Không đúng quá. Rồi, ăn miếng mì. Còn mì y chang cộng phở nè. Miếng mì coi sao nha. Ngon quá, ngon. Ăn cái tô này giống như ăn tô phở bò Việt Nam mình luôn. Còn phở cũng giống. Cái mì, cái nước canh cũng giống. Bà má nãy có bò thay cho cơ cơ à. Ăn thử cùng thịt nha, cô cục thịt nha. Chấm miếng sa tế vô. Ngon quá. Ngon ha. Việt Nam này mấy cô mấy chú nấu phở bò đứng nấu thấy ngon. Mà bây giờ bịch mì gói cũng có thể nấu phở bò nữa. Ngon quá trời luôn. Ngon quá trời. Ăn đỡ thèm đỡ nhớ món phở Việt Nam các bạn. Mì cam này chị chở vui. Tôi con bà bà luôn. Tôi con bà bà chơi trò luôn. Tôi thiếu hai rồi nè. Sư hả? Tôi mệt. Tôi đi kiếm tiền bà bà. Mà mẹ chào xem thì mình hãy chơi chơi chào. Mà tôi chơi trò luôn rồi. Nào qua nhìn tôi bụng rõ. Căng căng sư là vì tôi chơi chủ mẹ nè. Tôi hình nặng. Tôi à. Khi đó tôi quay lại rồi. Tôi sao tôi một người ăn chơi trò ta. Nào hông. Nào tôi ăn miếng. Chẳng xua. 你要煮好了，然后先放在这边，就出去走，就跟我回来了。对呀，好了，开动了。开动了，我们一起开动吧。改铁，咱们撒得。
sắm. Giòn giòn ngon. Đi ra chợ dạo này mùa dịch đó các bạn, đi ra chợ không dám đi lâu, cho mua món đồ chạy về liền. Tại ở ngoài mùa dịch đó, hạn chế đi ra ngoài. Con bỏ sa tế vô ăn con mì. Ăn con mì thử đó nha. Con mì kêu kêu. Con mì kêu kêu. Có cho một chút đó giảm hoa sầu hoài kêu kêu cân chi. Cho ai linh trang mẹ. Ừ, giờ chị trả tao sao ạ? Ừ. Chẳng nào. Chứ không có trả lắm á. Chứ à. Con đi à. Đây là một chút đi trên đảo. Con muốn đi xỉ chào hả? Mình con chào cô chú nha. Chào cô chú. Con ăn no rồi. Con ăn no rồi. Bye bye cô chú nha. Bye bye cô chú nha. Cái bữa ăn hôm nay, bữa ăn sáng hôm nay thì mình cũng dừng lại tại đây nha các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha. Ăn chào tình yêu. Ăn chào linh tăng á. Nếu các bạn thích hai mẹ con mình thì cho nhớ đăng ký kênh, sẽ và bấm chuông nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip này. Bye bye các bạn. Bye bye.